Chiều qua ngày 30 tháng 9, trên địa bàn quận Cẩm Lệ đã xảy ra một vụ cháy tại cơ sở sản xuất gối trong khu dân cư. Vụ cháy được phát hiện vào khoảng 14 giờ tại cơ sở sản xuất gối địa chỉ 41 Phan Khoang, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, do ông Nguyễn Trương, 26 tuổi, làm chủ. Do ngọn lửa xuất phát từ nguyên liệu sản xuất gối dễ cháy nên nhanh chóng lan ra khu vực kho rộng khoảng 200m2 chứa hết thành phẩm và nguyên liệu, có nguy cơ lan rộng ra các khu dân cư lân cận. Lực lượng chức năng đã điều động 5 phương tiện chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường và hết tường bên hông nhà kho để dập lửa và đưa tài sản ra bên ngoài. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế, không gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng là một số thiết bị máy móc và nguyên vật liệu bị hư hại.